Anh Lê Cao Đạt đã có hơn 20 năm gắn bó với công ty nhiệt điện Cao Ngạn. Thời gian vừa qua, anh Đạt là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua tại đơn vị. Để có được thành công đó của anh Đạt, có vai trò không nhỏ của tổ chức công đoàn. Mình thấy tổ chức công đoàn của công ty nhiệt điện Cao Ngạn rất là thiết thực và mang lại nhiều cái quyền lợi cho người lao động, như là các cái chương trình là máy ấm công đoàn, chăm sóc sức khỏe người lao động, hoạt động văn hóa, thể thao rất là bổ ích, nâng cao được cái niềm tin của người lao động gắn bó với công ty một cách lâu dài. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có trên 230.000 công nhân viên chức người lao động đang sinh hoạt tại gần 1.400 công đoàn cơ sở. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, thời gian vừa qua, các cấp công đoàn cơ sở đã vận động, thỏa thuận với doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, không nợ lương, không nợ bảo hiểm, không cắt giảm chế độ phúc lợi, hạn chế tối đa, giảm giờ làm, đảm bảo các chế độ phúc lợi cho người lao động. Những hoạt động thiết thực đó đã góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, giúp người lao động yên tâm gắn bó và góp phần vào sự phát triển của các đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn cũng luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động, đề xuất với ban lãnh đạo giải quyết kịp thời những cái nguyện vọng cho người lao động. Thứ hai đó là thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, thăm hỏi động viên kịp thời người lao động. Tổ chức công đoàn luôn luôn đổi mới cái phương thức hoạt động. Người lao động ở đây cũng nhận được cái sự quan tâm của tổ chức công đoàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập của người lao động năm trước đều cao hơn năm sau. Bên cạnh quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất cho người lao động, tổ chức công đoàn cũng thiết thực quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được quan tâm đẩy mạnh. Hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tổ chức vào tháng 10 năm 2023. Gần 1.400 công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội thành công, đạt tỷ lệ 100%. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp để nhằm phát huy vai trò cầu nối, đại diện, kịp thời nắm bắt và đề xuất những cái biện pháp xử lý những mâu thuẫn trong quan hệ lao động, phối hợp với người sử dụng lao động để tổ chức thực hiện tốt cái quy chế dân chủ tại cơ sở. Việc quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp, kịp thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên người lao động đã giúp người lao động ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn, yên tâm lao động sản xuất, nêu cao tinh thần đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, gương mẫu, không ngừng nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh.